Út Quỳnh xin chào tất cả các bạn nha. Chúc cho tất cả các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ nè. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để cắt được cái mẫu tay đổ và tay nhúng xếp chân gớt ha. Thì cũng cùng với một cái công thức nhưng mà mình sẽ tạo được hai cái mẫu tay khác nhau. Thì các bạn xem video nhớ ủng hộ mình một lượt đăng ký nha, một lượt thích hoặc là chia sẻ video để ủng hộ tinh thần cho mình. Đây là cái phần cái mẫu đầm mà mình đã gấp hoàn thiện hết rồi, bây giờ chỉ còn cái phần tay. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt cái phần tay ha. Để cắt được cái phần tay mà mình vừa giới thiệu thì các bạn phải đo được cái vòng nách. Mẫu áo này mình đã gấp xong hết, mình sẽ đo cái vòng nách. Các bạn sẽ tiến hành đo nha, mình sử dụng thước dây để mình đo. Vòng nách mình đo được là 23cm nè. Mình sẽ cắt cái tay áo dựa trên cái thông số 23cm này nha. Mình sẽ chia sẻ trực tiếp trên cái phần vải luôn. Đây là vải lụa nha, có giãn nhẹ, lụa ngọc trai. Thì ở đây cái vải màu thì nó cũng dễ nhìn nên mình sẽ vẽ trực tiếp trên vải luôn. Thì mình xếp vải như cái cách cắt những cái mẫu tay thông thường thôi. Mình xếp rồi mình đo nha, mình đo làm sao cho cái phần vô này nè nó được 23cm nha, rồi mình cộng thêm cái đường may vô nó nha các bạn, mà lưu ý nha, đường may 2cm nữa là mình sẽ được là 25 á. Đây mình lấy vừa đủ 25 thôi ha, mình xếp cho cái canh vải nó ngay ngắn nha. Mình sẽ vẽ ngang ở trên đây một đường nha, một đường mình lấy cái đường song bằng, rồi mình lấy cái độ dài thêm 16cm nữa, cái độ dài này là 16cm, mình làm dấu ở đây riêng. Rồi cái phần này mình sẽ lấy mình cắt cái dài tay của mình nè, dài tay thì bằng với cái số đo mà mình đo được ha. Thì ở đây mình sẽ may tay lỡ, dài tay của mình có cái chiều dài là 34cm. Ở đây mình sẽ may có cái phần băng tay phía dưới, mình sẽ trừ ra 4cm đó nha. Mình cắt dài tay 30. Rồi cái phần này nè, các bạn sẽ cộng thêm một phân may nha, là mình được 31. Mình cộng thêm một phân may vô. Rồi mình hạ nách tay cơ bản là 12cm. Mình sẽ lấy cái phần kích tay nè bằng với cái số đo mình đo được trên cái vòng nách là 23cm nha. Rồi mình nối lên đây. Rồi cái phần cổ tay, tức là ngay đây nè, mình đo được bao nhiêu? Ở đây cổ tay của mình đo được là 28. Mình chia đôi, mình sẽ được là 14. Mình cộng 2 phân may vô luôn ha, và một phân cử động nè, mình ngang cái phần cổ tay mình sẽ được là 17 tổng cộng. Rồi mình trừ ở trên đây là 2cm đường may, rồi mình nối xuống nha. Các bạn lấy trừ 2cm đường may riêng đây nè, thì các bạn nối xuống. Để cho cái phần tay của mình nó ôm nhẹ theo cái phần bắp tay, mặt nó sẽ đẹp hơn, thì mình sẽ đánh bầu cái phần này. Rồi mình chừa đường may 2cm bên đây, mình đánh nhẹ cái phần này nè, là cái phần tay của mình nó sẽ vừa, nó không có rộng phùng phình cái ha. Rồi ở đây mình sẽ đánh nè, thay vì cái nắp tay bình thường mình sẽ đánh như vậy. Bây giờ mình sẽ đánh cho nó tròn lên trên đây, tròn lên luôn nha, các bạn lưu ý nha, tròn lên cái điểm mình lấy thêm 16cm này.
Đây, nó có hình thức như vậy nè. Mình sẽ vẽ cho nó tròn lên đây luôn. Rồi mình sẽ tiến hành mình cắt ra ha. Trước khi cắt ra thì mình sẽ làm dấu một cái đường giữa của cái phần tay áo. Như vậy. Cái phần tay phía dưới này nè, mình sẽ đánh vào 1 cm nha, cho nó im cái phần này. Rồi mình sẽ tiến hành mình cắt cái phần tay này ra. Rồi xong một tay mình sẽ cắt thêm một cái giống như vậy nữa nha. Mình cắt hai cái phần tay như vậy. Giờ mình cũng cắt luôn cái phần vân tay. Cái phần vân tay để mình mai mình gáp vô cái phần ống tay phía dưới này. Độ dài thì bằng với cái độ dài của ống tay mà mình đã cắt. Còn cái độ lớn là 4 sen, mình cộng thêm 1 sen đường mai nữa là 5 sen ha. Mình sẽ gáp nó vô đây. Mình gáp vô mình bắt sổ ha. Rồi mình sẽ chia sẻ cái cách để mình tạo được cái mẫu tay độ. Thì đầu tiên thì các bạn sẽ gáp cái phần băng tay này vào trước hai cái phần tay áo đi, rồi mình sẽ chia sẻ hai cái cách để mình tạo được cái phần tay độ và cái tay ship chân ghế, rồi ship ly bồng trên cái phần vai luôn ha. Rồi hai cái phần tay mà mình gáp xong nè, gáp phần băng tay vô mình bắt sổ, mình chưa ủi ha, mình gáp xong mình chưa có ủi gì hết á. Mình sẽ giữ nguyên một cái này lại, mình sẽ hướng dẫn cái này là cái phần tay đổ, còn cái này mình sẽ hướng dẫn cái tay ship chân ghế nhúng bồng ship ly trên vai ha. Thì đây là cái đường giữa mình làm dấu nè, mình làm dấu với cái dụng ý là để mình ship ly đó các bạn đó. Mình sẽ ship cái phần ống tay này. Ống tay thì mình sẽ may cái đường may 2 sen. Mà mình chưa đường may bao nhiêu thì mình may bấy nhiêu thôi ha. Rồi. Mình sẽ bắt đầu từ cái điểm này. Cái điểm ngang cái phần kích tay. Các bạn sẽ ship ly nha. Ở đây các bạn sẽ ship ly 1 cm. Đó. Mình gấp cái phần ly lại như vậy. Đó. Mình kéo xuống 1 cm. Để mình quay gần ha. Mình sẽ ghim định hình đây ha, để các bạn dễ hình dung. Rồi mình sẽ cách cho khoảng 3 cm. Khoảng 3 cm như vậy nè. Mình sẽ kéo cái ly thứ hai xuống. Cái ly này mình cũng cho một cái độ dày của ly là 1 cm luôn. Mình xếp cho nó đều nha. Rồi cứ như vậy cách 3 sen thì mình cho một ly. Cái độ lớn của ly là nó sẽ bằng với nhau nha, các bạn lưu ý nha. Nó đều thì mình khi mình lên cái ly tay nó mới đẹp. Cứ như vậy mình làm hoài tới ha, mình làm khi nào mà cho nó hết cái phần thừa ở trên đây thì thôi. Mình cứ làm một ly á, là 1 sen, khoảng cách là 3 sen. Thì tới trên cái phần vai này thì mình sẽ làm cái ly cuối cùng đó. Thì các bạn cứ chia đều ra. Nếu các bạn thích ly nhỏ, mình làm ly 0,5 sen thì mình sẽ làm ly nhỏ, nhiều ly hơn thôi. Thì mình sẽ tiến hành may ở đây đường 0,5 cm. Tới cái điểm này mình sẽ lợi mũi mình không có may nữa nha. Rồi mình mới bắt đầu mình lên cái ly tay này. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình may cái phần này. Cái phần ly tay mình may xong, nó có hình thức như vậy. Mình mở ra nè. Đấy các bạn thấy không, xếp một đoạn như vậy thôi ha. Ở dưới này nè, mình giữ nguyên, mình không có xếp nha. Rồi
mình sẽ tiến hành mình gấp cái phần ống tay này lại, gấp phần ống tay này lại đúng 2 cm nha các bạn. Cái mẫu tay này nè, cái mẫu tay đổ này nè, mình cũng xếp nó lại, như gấp nó lại như vậy, mình là gấp 2 cm. Rồi mình sẽ lên kênh mình hướng dẫn các bạn cái cách tạo đổ nha. Thì mình đã gấp 2 cái phần tay hoàn chỉnh nha các bạn. Thì cái mẫu này thì mình có vốn xếp chân ghế một đoạn từ ngang cái kích tay lên. Cái mẫu này thì mình để thẳng bình thường. Bây giờ mình sẽ lên kênh để mình tạo cái phần tay, 2 cái mẫu tay khác nhau với cùng một cái công thức nha các bạn. Thì rồi đây là cái phần kênh của mình. Đây là cái phần tay áo. Thì tay mẫu này thì vốn xếp chân ghế, mình sẽ đặt lên đây. Thì mình sẽ khi mình tra vào cái phần mai vào cái phần nách áo đó là mình sẽ làm dấu giữa cái phần vai nha các bạn, lưu ý nha. Thì cái phần xếp này nè, cái đường giữa này mình sẽ làm giữa cái phần vai của mình. Mình sẽ ghim cho nó định hình ở đây cho nó dính đây ha. Rồi mình sẽ làm phía trước trước nè, những cái đường xếp của mình nó sẽ có cái ly đi lên như vậy, thì các bạn sẽ cho nó xếp như vậy. Mình sẽ xếp cho cái phần ly nó đi lên, mỗi ly thì có độ lớn thì các bạn sẽ gia giảm so với cái phần nách áo của mình thôi. Đây mình xếp đi lên như vậy. Rồi cái phía trước mình xếp như vậy. Tương tự như vậy cái phía sau mình cũng xếp quay lên đối diện nha các bạn, lưu ý nha. Cái độ lớn của ly thì các bạn sẽ gia giảm sao cho nó phù hợp với cái phần nách áo nha. Phía trước mình xếp bao nhiêu ly thì phía sau mình sẽ cân xứng, mình xếp tương xứng như vậy nha, chứ không phải là ăn trước 4 ly ăn sau chỉ 3 ly thôi. Rồi mình xếp cho hai bên nó cân xứng. Cái mẫu tay này khi mình mặc vô nó sẽ có cái độ bồng tự nhiên, khi mình mặc lên cái vai mình nó sẽ có cái độ bồng tự nhiên nè, chứ nó không có sụn xuống nè. Nó có hình thức như vậy nè các bạn. Đây mình sẽ xếp ly quay lên như vậy, phía trước này cũng vậy ha. Nó có hình thức như vậy. Phía dưới cái phần tay thì nó tự nhiên như vậy ha. Rồi mình sẽ chia sẻ cái cách để làm cái mẫu tay đổ đối diện ha. Mình sẽ xoay kênh lại, mình làm qua cái phần tay đối diện bên đây. Thì mình sẽ lấy cái phần tay còn lại, mình làm dấu cái phần giữa của tay, rồi mình đưa lên phần giữa của phần kênh. Mình ghim cho nó định hình ở đây nha. Rồi mình cố định ở đây xong rồi mình sẽ xếp ly nè. Mình lưu ý nha, cái phần tay đổ thì mình xếp ly nó sẽ to hơn. Mình có thể mình xếp cái ly to hơn với so với cái phần tay giống xếp chân ghế. Tại vì mình xếp cái ly to cho nó cái phần đổ nó nhiều hơn, nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Mình cái ly nhỏ thì nó sẽ không có đổ đều. Các bạn muốn đổ nhiều thì các bạn sẽ chừa dư thêm khoảng 20 cm từ cái phần dài tay của mình lên trên vai. Còn đổ ít trung bình thì mình chừa 16 là vừa ha. Rồi phía sau thì mình xếp đối diện lên luôn. Mẫu tay đổ này thì các bạn nên may những cái loại vải mà nó có giãn mềm gũ thì nó lên cái phần đổ nó sẽ đẹp hơn. Cái phần vải nó hơi cứng thì nó sẽ đổ không có đẹp bằng cái vải mềm gũ.
Rồi cái phần ly cuối cùng này mình đưa lên luôn. Thì khi mình đặt vào cái thân áo á, cái nách áo của mình để mình may thì mình sẽ gia giảm để cho cái phần ly này nó vừa dặn ha. Rồi như vậy là xong nè, mình quay lại nè, nó có cái đổ gì nè các bạn, nó có cái đổ sống như vậy nè. Cái này nếu mà các bạn may vải von á thì nó đổ sẽ đẹp hơn cái phần lụa ngọc trai này ha. Để đây mình hướng dẫn mẫu để cho các bạn có thể nắm rõ cái công thức để mình ứng dụng mình cắt cho từng loại vải ha. Nè cái phần đổ này nó đi xuống như vậy, mặc vô nhìn nó đổ giống như cái phần cổ đổ của mình nhưng mà đổ nhẹ nha. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn các cái bước cũng như là công thức để cắt và may được cái mẫu tay đổ cũng như cái mẫu tay giống xếp chân ghế một đoạn mà có xếp trên cái phần vai đó. Đây mình sẽ xoay lại nè, các bạn nhìn ha, hai cái mẫu tay này cùng với một cái công thức nhưng mà mình sẽ tạo được hai cái mẫu tay khác nhau, hai cái mẫu tay cực kỳ dễ thương luôn nha. Hy vọng là cái chia sẻ của mình sẽ mang đến hữu ích cho các bạn nha. Các bạn xem video nhớ ủng hộ mình một lượt đăng ký nè, một lượt thích hoặc là chia sẻ video để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Video của mình tạm kết thúc ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình nữa nha.